Đấy. Ông né né mặt ra. Đấy, lại một hàng mà đốt lần lượt đấy. Đánh ngập đầu nhá. Đấy, anh em mình đang chuẩn bị để đốt pháo. Mấy hộp? 2, 4, 6, 8, 10 hộp. Dây nó đâu nhỉ? Đấy, để gậy gậy cái đầu ra được, gậy đầu dây ra được. Và đèn cho anh em chuẩn bị đốt. Dây mấy dây dân đang đốt đùng đùng từ chập tối. Nhà bên kia nổ mình bực quá phải đi mua đốt để ganh lại. Anh chỉ cần bỏ bên kia dây tí nó cái loại bên đây nó ăn kiểu nó ăn cơm nó đốt. Pháo đẹp cực, lổ pháo rít đẹp cực. Hiệp không gọi anh Kiên. Gọi Kiên không? Gọi Kiên đi. Gọi không thấy nghe. Hay gọi lại thế nào? Mấy cục pháo của con này ông thích đi mấy cục pháo của con này không, nhưng mà ông ấy ông đưa tiền đi để gọi ông xuống cho ông xem. Ông có tiền đâu. Hay ông uống rượu say. Cái cá vẫn được này. Không thấy ngòi à? Tút cái ngòi lên là được rồi. Khâu chuẩn bị hơi lâu tí. Năm nay đốt thấy ít. Cũng như mọi năm anh em đi, năm nay anh em đi chơi hết rồi, còn ông mấy anh em ở nhà nên là đốt ít. Năm nay thằng người gãy hết, nhá, mỗi thằng thôi anh châm đầu kia anh châm đầu này, đâu đi đi nệ thằng châm từng cái một thôi, nhìn nó chỗ nào nó nhỉ, châm từng cái một thôi, mày đợi, đừng có châm liền một lúc. Thế rồi đốt tiếp. Đó, hai đàn nó đốt rồi. Đây đâu? Đây mà đi. Đây này. Đây này. Đây này. Đây. Đốt rồi đi. Nha. Cái nào nó đen đầu rồi. Đấy. Ông né né mặt ra. Hết tiền rồi. Hết tiền. Còn không? Còn ngoài đầu ấy còn không? Hết tiền. Hết sạch à? Ok. Hết rồi các bạn. Thu dọn rác. Cất.